Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Quý Sửu tháng Bính Tuất năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tang đồ mộc ngày quý Úc tức chi khắc can có nghĩa là thổ khắc thủy và ngày hôm nay là ngày hung về nạp âm tang đồ mộc kỵ tuổi đinh mùi tân mùi ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày sửu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục sông với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn tuyệt mùi các bạn nhé vài tuổi sông khác trong ngày tuổi ất mùi tân mùi đinh hợi đinh tỵ tuổi sông trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất Về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao phúc sinh tốt mọi việc sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu sao mậu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn xấu mọi việc sao tiểu hồng sa xấu mọi việc sao tiểu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao nguyệt hư nguyệt sát xấu đối với giá thú mở cửa mở hàng sao thần cách kỳ tế tử sao huyền vũ kỳ an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng tây bắc tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tí bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tí xỉu nhị hợp thủy cục cho nên với bà tuổi tí bạn có một ngày làm việc rất chi là yên bình bạn mệnh là người thông minh và tinh tế có vai trò gắn kết tập thể khiến cho công việc tiến triển rất chi là thuận lợi hơn hạn những ngày bình thường nhé với bà tuổi tý bạn có được cơ hội thăng tín có thể xuất hiện ngay trước mắt vì thế bạn hãy tự tin để nắm bắt đừng có để cho cơ hội rơi vào tay người khác quý nhân xuất hiện sẽ phù trợ cho bạn tuổi tí, khiến công việc của bạn càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn rất chi là nhiều nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với thổ, cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Với bạn tuổi tí, nhắc nhở bản mệnh, có một vài vấn đề không thể lờ đi được, đang tồn động trong gia đình. Nếu vợ chồng có điều gì đó bất mãn với nhau thì cần thể hiện quan điểm rõ ràng, không nên giấu ở trong lòng bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, công việc thuận lợi, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, thông minh, tinh tế, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, có cơ hội thăng tín, tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, cần quyết đoán hơn, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, vợ chồng mâu thuẫn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang trải qua một ngày không được mấy thuận lợi với mình và bạn mệnh tuổi Sửu sẽ phải chịu tác động xấu của tỷ kim chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn dễ vướng phải những vụ tranh chấp tranh quyền đoạt lại ở nơi công sở và tốt nhất là bạn nên giữ mình ở một cái vị trí trung lập bạn tuổi sửu nhé. Với bạn tuổi sửu, bản mệnh là người dũng cảm và kiên định. Bạn luôn đặt ra những kế hoạch phấn đấu rõ ràng cho mình, nhưng đôi khi bạn lại cảm thấy mình là một người khó hòa nhập, không có ai thực sự hiểu được mình và bạn tự xỉu, bạn cần phải mở rộng lòng mình và trò chuyện nhiều hơn với mọi người nữa. Trong ngày này, với bạn tự xỉu cũng đang gặp ngày, có thổ khí vượt. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi xỉu cũng không thể lơ đi cái vấn đề sức khỏe của mình. Nếu như bạn đang cảm thấy cơ thể không được như trước thì bạn cần phải đi kiểm tra khám sức khỏe để ủ bệnh càng lâu thì càng khó chữa tốn kiếm nữa đó bạn tuổi sửu nhá về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim đồng nghiệp tranh chấp tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy làm việc không thuận lợi tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa có mục tiêu rõ ràng tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ cần hòa nhập tập thể tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc giữ gìn sức khỏe áp về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần luôn nghiêm túc trong mọi công việc sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra cấp trên luôn hài lòng và yên tâm mỗi khi giao cho bạn bất cứ cái công việc gì nữa. Trong ngày này, đối với bạn tuổi dần, bạn có thể sẽ được cấp trên cất nhắc vào cái vị trí xứng đáng với cái năng lực của mình. Đây chính là lúc mà bạn tuổi dần cần phải hăng hái và tự tin vào bản thân mình hơn nữa. Với bạn tuổi dần, bạn hoàn toàn có khả năng dẫn dắt tập thể tiến tới cái sự thành công rực rỡ nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với mộc cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý cho lắm và bạn tuổi dần bạn cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình đừng có cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những cái quyết định độc đoán không quan tâm tới cảm xúc của nửa kia nhé tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy được cất nhắc tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa thể hiện bản thân tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ cấp trên tin tưởng tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc không nên áp đặt tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim quan tâm đến nửa kia về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 2, số 8, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 6, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão đang gặp ngày có màu khác với thổ cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi mão lại không được tốt mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và con cái của mình dần trở nên căng thẳng và bạn tuổi mão rất có thể sẽ cảm thấy vô cùng nóng giận vì con cái không chịu nghe lời của mình Tuy nhiên, bạn hãy giải thích cho con cái trước khi vội vàng la mắng đã bạn tuổi mão nhé. Với bạn tuổi mão, bạn và người ấy cũng có thể xảy ra mâu thuẫn trong ngày vì có nhiều cái quan điểm không trùng hợp nhau. Và với bạn tuổi mão, bạn cũng không nên khăng khăng với ý kiến của mình mà cần phải mở lòng ra để sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy giải thích đã bạn tuổi mão nhé trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy dù với bà tuổi mão là người lạnh đạo hay chỉ là nhân viên bình thường thì cũng cần phải học cách khiêm tốn để lắng nghe đừng có cho rằng mình tài giỏi hơn người khác mà lên mặt hoặc là nói những điều không hay về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy lắng nghe con cái tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa vợ chồng bất hòa, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, hãy khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc, lắng nghe mọi người. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim, không nên kiêu ngạo. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cá tường màu xanh rêu màu xanh chuối quý nân nhân nhân phù trợ tuổi mão tuổi thìn tuổi hợi Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn ạ. À cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương phá cho nên với bà tuổi thìn dễ gặp phải trục trặc trong công việc của mình và với bà tuổi thìn bạn có thể phải đối mặt với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay kẻ đó có thể tác oai tác quái khiến cho mọi người nghĩ sai về bạn nữa bà tuổi thìn nhé Tuy nhiên, với bà tuổi thìn, bạn chớ nên có nóng nảy mà cần phải bình tĩnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Rồi mọi người sẽ nhận ra ai là người đúng, ai là người sai. Nếu như bạn không làm điều gì đáng trách thì không có gì đáng phải lo lắng cả. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thìn, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp và bản mệnh tuổi thìn nên tâm sự những điều chất chứa ở trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận và tìm ra cách để giải quyết vấn đề. Nhiều người cùng nghĩ vấn đề thì sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng, tốt hơn bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, tiểu nhân hãm hại, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, chớ nên nóng nảy tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nghiêm túc làm việc tử vi tuổi canh thìn thuộc kim tâm sự với nửa kia tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nửa kia thấu hiểu về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc bốn sao sức khỏe bốn sao tình cảm năm sao con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xuyên tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là trong các vận trình ngày này bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có chính ấn phù trợ cho nên với bà tuổi tỵ có thể vươn lên vị trí mà mình chẳng hề mong muốn bấy lâu nay mọi sự cố gắng của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng vì vậy dù hiện tại có vất vả đến đâu đi chăng nữa thì cũng đừng có nên nản chí bà tuổi tỵ nhé và với bà tuổi tỵ bạn được mọi người nể phục vì đức tính thông minh nhân hậu của mình và không ham danh lợi Tuy nhiên, bạn cũng không nên vội hài lòng với hiện tại, bởi với bạn, còn có khả năng thăng tín lên vị trí cao hơn vị trí hiện tại rất chi là nhiều nữa nhé. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bà tử tỵ bạn cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn rất chi là tốt đẹp, mối quan hệ của bạn rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những điều xảy ra hàng ngày. Nhờ thế mà cả hai càng ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Bạn đang có được một gia đình rất chi là hạnh phúc nữa rồi. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa được thăng chức, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ mọi người khâm phục, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc Hãy tham vọng hơn, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc Kim, vợ chồng hòa hợp, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy, nửa kia thấu hiểu. Về đánh giá của bà tử tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 8, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là các vận trình của bà tuổi Ngọ trong ngày này do chịu tác động của cục diện ngũ hành tương hại cho nên với bà tuổi ngọ dễ mất bình tĩnh trong ngày hôm nay và với bà tuổi ngọ sẵn sàng to tiếng với mọi người dù nguyên nhân chẳng có gì là to tát cái điều này khiến cho không khí trở nên căng thẳng và mọi người không muốn tiếp xúc nhiều với bạn nữa tính thiếu kiên nhẫn cũng khiến cho bạn tuổi ngọ trong ngày này dễ gác lại những công việc khó khăn cần sự tỉ mỉ đang quản dang dở của mình và bạn cần phải tự cổ vũ mình tiếp tục bởi nếu như bạn tạm dừng như vậy thì càng lúc bạn sẽ càng cảm thấy ái ngại hơn khi bắt tay vào làm việc trở lại nhé. May mắn trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ có phần được tốt đẹp và bạn tuổi Ngọ, bạn luôn quan tâm tới gia đình nhỏ của mình, đặc biệt là quan tâm tới cha mẹ, dù bạn rộn đến mấy đi chăng nữa thì vào ngày nghỉ bạn cũng sẽ sắp xếp về nhà thăm đấng sinh thành của mình nữa rồi nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim dễ mất bình tĩnh, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy làm việc căng thẳng, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa thiếu tính kiên nhẫn, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ dễ bủa dở dở chừng, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc quan tâm tới gia đình. Về đánh giá của bà tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tốt Từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cái điều này cho thấy với bà tuổi mùi bạn đang quá mức tự tin trong ngày hôm nay bạn mạnh không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai cả và lúc này cũng chỉ muốn làm người đi đầu mà thôi. Đây chính là nguyên nhân khiến cho bạn có thể gặp nhiều rắc rối với mình. Và với bà tuổi mùi, bạn cũng cần phải chú ý tới cách ăn nói của mình trong ngày hôm nay, tránh làm mất lòng người đối diện. Khi muốn góp ý cho ai đó thì bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ ngữ trực tiếp có, khiến cho người nghe bị tổn thương bạn tuổi mùi nhé. Và với bà tuổi mùi, trong ngày này, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi mùi, bạn cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu những ý kiến của người khác. Những suy nghĩ bảo thủ đôi khi khiến cho mọi việc với bạn trở nên khó giải quyết, thậm chí là đi vào ngõ cụt nữa. Và bạn hãy học cách suy nghĩ đa chiều, đa diện hơn nữa bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim quá mất tự tin, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, chú ý ăn nói, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, dễ mất lòng người khác, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, suy nghĩ cởi mở hơn, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, không nên bạo thủ. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi Thân thứ 6, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thân ạ cho chúng ta thấy là cách vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho nên về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân lại có phần được tốt đẹp và với bạn đang quản độc thân thì rất vượng vận về nhân duyên trong ngày hôm nay bạn mệnh dễ nhận được sự chú ý của người khác giới nhờ bạn tính hài hước của mình đây là cơ hội tốt để cho bạn tuổi thân mở rộng cái mối quan hệ xã giao của mình nữa nhé. Trong ngày này, đối với những người đã lập gia đình rồi thì được tận hưởng bầu không khí hòa hợp với các thành viên trong nhà. Và bạn tuổi thân, bạn quan niệm ai có vấn đề gì thì nên tâm sự với cả nhà ngay. Sau khi đó, mọi người sẽ cùng tìm cách giải quyết sao cho hợp tình, hợp lý nhất có thể nữa. Tuy nhiên, về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi thân bạn nên kiềm chế cái tính hiếu thắng của mình lại nếu không muốn hành động gây ra ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình về sau này bạn nhún nhường hơn trong giao tiếp thì tốt bạn tuổi thân nhé. về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy vượng vận về nhân duyên, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, gia đình hòa hợp, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, quan tâm đến mọi người, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, trở nên hiếu thắng, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, hãy nhún nhường hơn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tốt. Tử vi tuổi dậu thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dậu ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ Dậu sửu, cho nên với bạn tuổi Dậu, bạn đang có được vận quý nhân nâng đỡ. Với bạn tuổi Dậu, dễ khiến cho mọi người thán phục và tin tưởng nhờ những kinh nghiệm của mình, tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của bạn mệnh tuổi Dậu có thể hướng mọi người đi tới thành công nhanh hơn nữa nhé. Tuy nhiên, với bà tuổi giàu, bạn cũng cần phải chú ý đến tính cách nông nổi của mình. Khi đứng trước một cơ hội, bạn cần phải suy nghĩ trước sao cho kỹ càng, không nên mù quáng đâm đầu vào những việc nằm quá khả năng của mình. Thực thần chiếu mệnh, cái điều này cho thấy, với bà tuổi dậu trong ngày này, những bạn làm nghề tự do thì dễ nhận được phúc lộc trong ngày hôm nay, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng hoặc là đối tác vì vậy làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng luôn. Trong ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn có được nhiều cơ hội để cải thiện tài chính của bản thân mình. Số gặp quý nhân giúp đỡ, công việc thì gặp được nhiều thuận lợi, cầu tài, xuất hành đều tốt bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, mọi người thán phục. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, kinh nghiệm phong phú, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, có tài lãnh đạo, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, dễ đạt được thành công, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, buôn bán thuận lợi. Về đánh giá của bà tử Dậu trong ngày thứ Sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tuất. Tử vi tuổi tuất thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất bạn đang gặp ngày xỉu tuất tương hình cho nên bạn đang quá thẳng thắn trong ngày hôm nay dù chủ đích của bạn là tốt đi chăng nữa thì vẫn có thể gây ra những phản ứng trái chiều và bạn cần phải chú ý tới cách diễn đạt của mình nữa bạn tuổi tuất nhé trong công việc dù cho có gặp phải trở ngại thì bạn cũng không nên đầu hàng ngay lập tức nếu như nhận thấy mình một mình không thể giải quyết được vấn đề thì đừng có ngại xin sự trợ giúp của đồng nghiệp hoặc là người có kinh nghiệm xung quanh mình bạn tuổi tuất nhé và trong ngày này đối với bạn tuổi tuất nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên đi về những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc hai cái hướng này khiến cho mọi việc với bạn trở nên thuận lợi hơn rất nhiều và bạn mệnh tuổi tuất cũng có thể gặp được quý nhân nếu như chọn được hướng thích hợp với mình nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa quá mức thẳng thắn, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ chú ý ăn nói, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc công việc trở ngại, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim không nên đầu hàng, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy học hỏi kinh nghiệm về đánh giá của bà tuổi tốt trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thân, tuổi Dậu. vi tuổi Hợi thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này nhờ có chính quan phù trợ cho nên công việc của bạn tuổi Hợi có những bước tín rất chi là rõ rệt bạn tuổi Hợi bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp cho nên dù có bắt tay vào làm việc gì đi chăng nữa bạn cũng được mọi người ủng hộ hết mình luôn. Và bản mệnh tuổi hợi là người có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên lại dễ rơi vào tình trạng bảo thủ và cứng nhắc. Bạn hãy lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người kỹ càng hơn trước khi định phản bác bất cứ cái điều gì. Biết đâu con đường người khác chỉ cho bạn mới là con đường thực sự chính xác bạn tuổi hợi nhé trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Hợi bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm chuyện tình cảm của bạn mệnh và nữ kia không được in bình có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi và bạn hãy trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất kỳ cái phán xét gì bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, công việc tín chín. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, đồng nghiệp tin tưởng. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, có tinh thần trách nhiệm. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, không nên bảo thủ. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, không nên phán xét. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.